Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do phương tiện đụng phải chó chạy rong trên đường. Có nhiều ý kiến cho rằng phải xử lý thật mạnh để răng đe những người nuôi chó mà thiếu ý thức cộng đồng, coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác, đồng thời nên cấm nuôi những giống chó dữ. Mặt khác, chúng ta có thể thấy, công viên giờ mặc định là nơi dẫn chó đi vệ sinh, không xích dây, rọ mõm, dù cho công viên có rất nhiều trẻ nhỏ, người già. Những người nuôi chó lại cứ cho rằng chuyện này là chuyện nhỏ. Để phê phán hành động trên, chúng tôi mời quý vị cùng đến với câu chuyện truyền thanh Chuyện nhỏ mà không nhỏ của tác giả Thúy Hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc dây ông Điền, Ngọc Loan dây Ly con gái ông Điền, Tường Duy dây Nhân, Kim Liên dây bà Mai mẹ của Nhân quốc sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình, Quỳnh Thanh Tuấn. Nhân chuẩn bị dắt xe ra cửa, thì bà Mai đang ngồi đằng trước sân, ngó sang, lắc đầu ngán ngẩm. Đừng có làm chuyện vô bổ nữa, lo đi tìm mối khác để tránh mất thời gian đi con. Mẹ, mấy chục năm con mới tìm được người mình thích đó. Thì cứ tiếp tục tìm, mấy chục năm nữa cũng được mà mẹ ơi con gần ba mươi tuổi rồi đó mẹ muốn con sáu mươi à, con mới cưới vợ hả con muốn vậy thì con cứ làm mẹ đâu có cả mẹ mẹ không thương con sao còn câu nào hỏi cho có duyên hơn không con vậy sao mẹ không chấp nhận người con thương tại nó là con ông điền nếu không phải con ổng á thì ai mẹ cũng chịu hết trơn á mẹ con bắt điền á thì sao vậy mẹ không ưa con người ổng đặc biệt á là mấy con chó nhà ổng Trời ơi, mẹ ơi, chuyện con yêu ai á thì có liên quan gì tới chuyện mấy con chó đâu mẹ. Mẹ có thù với chó, rồi thù với chủ, nên không có thể nào á kết thông gia với gia đình đó được. Vậy đủ lý chưa? Nhưng nó đâu có liên quan đến con với Ly. Tự dưng á mẹ muốn chia cắt tình con hả? Tính hát về bi hả? Con đâu có mê cả lương mà muốn thành ghép chánh. Người này không được thì kiếm người khác. Thế giới này đâu phải hết con gái nhưng ly là người con yêu mà mẹ mẹ không có cần biết miễn là đừng có dính dơ ông điền thì mẹ chịu chỉ vậy thôi nhưng bác điền có khúc mắt gì với mẹ vậy con còn hỏi nữa hôm trước mẹ nói với con rồi mà nhưng hổng lẽ chỉ có chuyện mẹ đi tập thể dục bị đàn chó nhà bác điền được rồi hai người nảy sinh mâu thuẫn sao chuyện đó đâu có gì đâu mẹ bỏ qua đi mẹ con nghĩ sao mà con nói không có gì Mẹ vừa bị chó nhà ổng rượt, vừa chửi lộn với ổng. Thù cũ, thù mới, á, sao nặng dữ lắm. Làm sao mà bỏ? Con thấy có gì phức tạp đâu. Chuyện đó có thể ngồi lại nói cho rõ. Nếu bác điền sai, á, thì bác nhận lỗi với mẹ là được chứ gì? Nhận lỗi? Con nằm mơ giữa ban ngày hả? Mẹ mới nói có một chút về mấy con chó mà ổng muốn ăn thịt mẹ rồi. Ở đó mà xin lỗi. Mất cười quá. Mẹ ơi, Mẹ nói làm như bác Điền là người không biết lý lẽ gì đó. Ờ, à, ổng có lý lẽ lắm. Mẹ nói ổng xích mấy con chó lại, đừng để nó chạy ra ngoài đường. Ổng nói xưa giờ nuôi chó thì cứ để nó đi thoải mái. Có gì mà xích chứ cột. Thì cái nếp nuôi chó đó giờ mà, mẹ cũng nên thông cảm cho bác Điền chứ. Vậy sao? Chưa nói dụ chó rượt đuổi người ta. Ổng còn khen chó ổng thông minh, chỉ ị bên nhà hàng xóm chứ không có ị nhà ổng. Đó. Con người như vậy là đúng hay sai? Mẹ ơi, chuyện đó cũng chỉ hiểu lầm thôi. Bác Điền nuôi chó đó vợ vì thương chó nên bao che. Chứ đâu có ý chống đối với mẹ đâu. Thôi dẹp, với con người không biết phải trái thì không thể nào làm xui da với mẹ. Không cần nói nhiều. Muốn mẹ cưới hả? Không bao giờ có đau con, đừng có mơ. Mẹ đang ngồi uống trà, thì Ly từ nhà sau đi lên, gọi lớn. Ba! Trời đất ơi! hết hồn hết vía hả à? bộ bay tính giết ba bay hèn sao mà gọi giật giọng dữ vậy ly ba sao ba kỳ vậy ba cái gì ba thành cá hồi nào mà có kỳ hả con đang nói nghiêm túc chứ không có giỡn đâu nghe chuyện về mà mặt nặng mày nhẹ nói ba nghe rồi ba giải quyết cho chuyến này con ế chồng á là do ba đó trời đất cái gì vậy tự dưng đổ cho ba cái trách nhiệm nặng nề đó hả à? Bà không có gánh nổi đâu nghe con Bà, con tức bà quá à Tự dưng á, ba gây chuyện với cô Mai làm chi vậy Giờ cô Mai không chấp nhận con rồi đó Trời đất, gì kỳ vậy Bà không chấp nhận con thì kệ bà Chứ bộ ba chấp nhận bà rồi sao Bà đừng có giỡn nữa Con với anh Nhân yêu nhau Nhưng chỉ vì chuyện ba với cô Mai Mà con lỡ dở rồi đó <laughs> Mắc gì, liên quan gì tới con Bà cãi với cô Mai, giờ cô Mai á không cho anh Nhân qua lại với con nữa. Vậy thì con cũng đừng có qua lại với cái thằng đó. <laughs> cái thằng gì chỉ biết nghe lời mẹ, sau này gì á con cũng khổ hả? Ai biểu, tự dưng ba kiếm chuyện với cô Mai làm chi vậy? Cái này ngộ à nghe. Trời ơi, bà kiếm chuyện với ba trước. Đó, tự dưng qua đây á chửi bà xấu xả, chửi cả chủ lẫn chó luôn. Bà tức quá, chỉ nói lại vài câu thôi, chứ kiếm chuyện với bà hồi nào. Chỉ là chuyện mấy con chó thôi mà. Cô Mai á muốn bà nhốt nó thì bà nhốt lại đi. Còn thấy bà thả rồng, nó chạy tùm lum như vậy á là nguy hiểm cho người đi đường lắm á. Nguy hiểm gì? Rồi đó giờ người ta nuôi chó để giữ nhà. Nhốt lại là nghĩa làm sao? Ngày xưa khác, vợ khác. Chó chạy ngoài đường, người ta chạy xe. Nó lao ra đường, rủi gây tai nạn á thì ai chịu đây? Thì đương nhiên là cái người chạy xe ẩu tả chịu chứ ai. Chạy xe thì phải quan sát, không lẽ tự nhiên gây tai nạn rồi đổ thừa cho mấy con chó? Ba phải chịu trách nhiệm đó. <laughs> Còn nói nghe mắc cười. Con chó nó làm á thì đi bắt đền nó đi. Liên quan gì tới ba? Con bó tài với ba luôn á. Ba là chủ thì ba phải chịu trách nhiệm chứ. Pháp luật cũng đã có quy định rõ ràng rồi. Quy định hả? Không có áp dụng được đâu con. Sao không áp dụng được chứ? Để ba nói cho ba nghe nè. Thí dụ con chó nó gây tai nạn. Nhưng mà ai chứng minh con chó đó là của bà? Ba? ba không nhận là quê cả làng. Họ đi xác minh được không? Con sợ ba luôn rồi đó. Giờ con chỉ muốn ba phải giảng quà với cô Mai. Còn mà không thành với anh Nhân á thì con ở vậy suốt đời luôn. Không có ưng hay hết cho ba vừa lòng. Con nói thiệt đó. Chà, mấy cái trò này làm sao khiến ba siêu lòng được con? Nếu vậy á thì, thì thì, thì con bỏ nhà đi luôn cho ba vừa lòng. Vậy hèn. Ừ ờ nhớ xếp uh, đồ đạc cho đầy đủ nghe con uh, khỏi mất công trở vừa lấy ha ba ba đợi rồi coi ly đang túi cây ở sân thì thấy nhân dắt xe từ xa đi đến ly nhìn trước ngó sau định đi ra trước cổng nhẹ nhàng thì có tiếng chó sủa in ỏi bay trong chuồng đó. Lên đi, anh chở đi ăn. Thôi, không có ăn uống gì đâu. Sao vậy? Mấy ngày không gặp rồi, bộ không nhớ anh sao? Mệt, không có nhung nhớ gì hết á. Chuyện mẹ anh sao rồi? Ờ thì, nhưng không có sao. Từ từ á, mẹ sẽ quên chuyện với ba em thôi. Chuyện đó là chuyện nhỏ mà. Không có nhỏ đâu nghe anh. Mẹ anh đã lên tiếng á, là không chấp nhận em rồi. Em không có mặt buổi nào gặp anh nữa đâu Anh nói cho em biết chuyện đó Là để cùng anh chia sẻ Chứ không phải là để em giận anh Rồi chúng mình có chuyện không vui Nhưng chuyện rõ ràng như vậy á Mẹ anh không đồng ý em Làm sao em còn mặt mũi mà đi với anh nữa đây Nè bộ vợ em giận anh luôn hả Anh đã cũng đang cố gắng Tìm đủ mọi cách để mẹ anh chấp nhận Chuyện hai đứa mình Giờ mà tới em nữa là anh không sống nổi nữa đâu Anh đừng có làm bộ làm tịch không có em anh còn thiếu gì cô để theo đuổi thôi mà em đừng có nghĩ lung tung mẹ anh có nói gì á thì anh chỉ yêu mình em hà đừng có nói ngọt ngào với em em không có tin đâu thôi lên xe anh chở đi uống trà sữa là em hết buồn liền hà đi đi em chuyện mẹ anh chưa xong em không có đi đâu chuyện mẹ anh á thì kệ đi đừng để ảnh hưởng đến chuyện của mình mà năn nỉ em đó không có đi đâu hết á à. Khỏi năng nỉ ý oi ha ờ, Dạ con chào bác Khỏi chào luôn Con gái tôi đã nói rồi Cậu khỏi có nói nhiều nữa ha Mẹ cậu đã không chấp nhận nhà này á Thì cậu tìm nhà khác Mà tới lui đi nghe Khỏi mất công tốn thời gian Dạ không Mẹ con nói vậy á Chứ con quyết chỉ yêu mình Ly thôi Chuyện đó cậu gì Cậu nói với mẹ cậu đi Ly Ly Thôi Anh về đi Có gì á Mình nói chuyện sao nhưng mà, nhưng anh... Còn nhân vậy gì nữa? Mau đi đi à, cho trống chỗ. Thôi, anh về đi. Có gì á, em gọi cho anh. Vậy anh về nghe. Dạ, thưa bác con về. <laughs> còn nói gọi điên nữa hả? Bà nhắc cho còn nhớ ngàn ly. Con gái ba thì không thiếu gì trai nó đeo à. Thằng này không được á, thì đá nó đi đón thằng khác tới có ảnh hưởng gì đâu con con sẽ đi luôn cho ba vừa lòng vì sao ba đợi hoài con không đi con 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 trước sau gì cũng sẽ đi ba đừng có nghĩ là con không có dám à trong khi con chưa đi á thì ở nhà là nấu cơm đó ba đi công việc một chút à con từ nay sẽ không nấu cơm không đi chợ con sẽ tuyệt thực luôn vậy hen à không nấu cũng được chút ba sẽ mua đồ ăn sẵn đem về Ba, ba, mấy con chó của ba, con sẽ cho người ta hết á. Con muốn làm gì cũng được nha. Nhưng mà trừ mấy cục cưng của ba, ba nhắc lại một lần nữa cho con nhớ đó ngàn ly. Ba, ba. Nhân đang ở nhà sao? Bà Mai từ bên ngoài về. Nhân hả? À? Nhân, nhân. Dạ, con nè mẹ. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Mẹ đã nói rồi, cuối cùng đó, chuyện đó cũng xảy ra. Ai có chuyện gì vậy mẹ? Mà chuyện gì? Thì ông điền đó, bắt điền sao mẹ? Chó nhà ông gây tai nạn cho người ta, người ta té xe trầm trọng dữ lắm. Chuyến này á coi như ông tiêu rồi. Hả? Gây tai nạn? Người bị tai nạn là ai vậy mẹ? Ai biết là ai? Chỉ biết người đó té xe nặng lắm. Rồi rồi làm sao người ta bị tai nạn? Rồi bắt điền sao mẹ? Làm sao ai biết làm sao? Thấy công an đến nhà ông rồi đó đã nói trước sau gì cũng có chuyện mà. Giờ có chuyện thiệt rồi đó. Nhưng chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến Bắc Điền không mẹ? Ảnh hưởng nhiều luôn á. Ông phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Có thể ở tù luôn. Sao có thể? Nhưng mà ai chứng minh á, con chó gây tai nạn là chó của Bắc Điền. Cái thằng ngu này. Bây giờ nhà ai mà không có camera? Họ chỉ cần trích xuất một cái là biết rồi. Cần gì phải hỏi? Nhưng... Nhưng vậy gì? Pháp luật đã quy định rõ ràng rồi. Con phải qua bên nhà bác Điền ngay mới được. Nè nè, con mặc quần đuôi kìa. Cái thằng này, muốn lo cho ba vợ thì cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ. Vô thay đồ ngay, rồi à, mẹ sẽ đi cùng con. Dù sao thì à, cũng là xu gia tương lai mà. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh nhỏ mà không nhỏ của tác giả Thúy Hằng chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long đến đây tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt